Cô bé bán diêm. Chuyện kể rằng, vào đêm giao thừa giá lạnh ở một đất nước phương Tây xưa kia, có một em bé bán diêm dò dẫm đi trong đêm tối. Đôi giày này của mẹ dù hơi rộng, nhưng mà ấm hơn nhiều là đi chân trần, mình phải ráng đi. Tránh ra mau, nếu không muốn bị đâm bẹp. Làm ơn cho cháu xin lại chiếc giày của cháu. Thế là mất một chiếc rồi, mình phải tìm lại chiếc kia. Nhưng nó là kỷ vật của mẹ. Giày của tôi, mau trả chiếc giày cho tôi. Người bé như cái kẹo mà đi cái giày to như thuyền thúng. Để đấy mai mốt anh mày làm no cho chó con, sau này cũng được đấy. Vậy là đã chẳng bán được bao diêm nào. Mình còn làm mất cả đôi giày duy nhất, giờ chỉ còn chỗ quảng trường trung tâm. May ra... Ôi chà, lạnh đến thấu xương. Lát nữa tuyết còn dày hơn nữa đấy. Các bác ơi, mua giúp cho cháu một bao diêm đi ạ. À. Không mua, tránh ra nào con bé này. Phiền phức quá, tránh đường nào. Nếu về nhà bây giờ, ba sẽ đánh mình mất. Mình không bán được diêm, cũng không mang về được đồng bố thí nào. Mà về nhà thì cũng rét thế này thôi. Ôi, mùi ngỗng quay béo ngậy, thơm quá đi. Nếu bà nội mình còn sống thì mình cũng sẽ được ở trong ngôi nhà ấm áp như thế trong đêm giao thừa như hôm nay. Em bé bán diêm bụng đói cật rét như thế, cô đơn lê bước giữa trời tuyết lạnh. Thần chết đã cướp bà nội em đi, cướp theo những ngày tháng đầm ấm ít ỏi em được sống cùng bà. Rét quá, tuyết khi nào mới ngừng rơi đây? Giá quẹt một que diêm lên mà sửa cho đỡ rét một chút nhỉ. Ba sẽ đánh mình mất, nhưng tay mình sắp đóng thành băng mất rồi. Thì ra chỉ là mơ thôi. Mình vẫn ở đây với số diêm chưa bán được và không thể về nhà vì ba sẽ nổi khùng lên mất. Một que này nữa thôi. Thế này là sao nhỉ? Không thể là ảo ảnh được. Đời. Bà bảo khi có một vì sao đổi ngôi là có một linh hồn bay lên trời với Thượng Đế. Bà ơi! Bà ơi! Bà đừng bỏ cháu ở nơi này. Cháu thấy lạnh quá. Bà cho cháu đi với. Bà xin với Thượng Đế chí nhân cho cháu về với bà. Em bé liên tiếp quẹt những que diêm còn lại. Bà nắm lấy tay em cùng bay vụt lên cao, cao mãi. Chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa. Tội nghiệp, con bé đã chết vì giá rét. Chắc nó muốn sưởi cho ấm. Nơi đồng người lãnh đạm còn hơn băng tuyết này, chẳng ai biết những điều kỳ diệu em đã trông thấy. Nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm. Những đóa hoa xuyên tuyết. Ngày xưa, ngày xưa, có một nữ hoàng cai trị một vương quốc vô cùng rộng lớn. Bà ta vô cùng hung ác và chuyên quyền, thường xuyên đưa ra những yêu cầu rất vô lý. Thần có tội tình gì, xin nữ hoàng tha mạng. Có mỗi việc tìm hoa xuyên tuyết về đây thôi mà cũng không làm được. Ta lệnh cho các ngươi, bằng mọi giá phải đưa được hoa xuyên tuyết về đây cho ta. Nữ hoàng thật là quá quắt, sao có thể tìm được hoa xuyên tuyết giữa mùa đông lạnh giá chứ. Ê, cái con Sophia kia, mày có nhanh cái tay lên không? Mẹ con tao sắp chết đói rồi mà củi vẫn chưa có để cho vào lò sưởi nữa nè. Có mỗi cái việc cho củi vào lò mỗi sáng thôi mà ngày nào tao cũng phải nhắc làm sao hả? Dạ thưa dì, do sáng hết củi nên con phải vào rừng kiếm về ạ.
mày lại còn dám ý kiến nữa hả? Có làm nhanh cái tay lên hay không thì bảo. Nữ hoàng có lệnh, ai mang được hoa xuyên tuyết về cung điện, nữ hoàng sẽ ban thưởng cho người đó số vàng tương ứng. Dạ, phần thưởng nghe thì thích thật đó nha, nhưng làm sao có thể kiếm được hoa xuyên tuyết giữa trời đông giá rét này được? Bạn Cáo, hãy nói xem tôi có thể giúp gì được cho bạn không? Trời lạnh quá đi mất, chắc tôi sắp chết vì rét mất thôi. Nếu đắp chiếc áo này lên, bạn sẽ cảm thấy ấm áp hơn á. Ôi, cảm ơn bạn nhiều nha. Chia tay chú cáo nhỏ, cô bé Sophia tiếp tục lên đường đi tìm hoa xuyên tuyết. Lạnh quá đi mất, chân tay mình như cứng cả lại rồi. Khi cô bé tỉnh dậy, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy 12 người đàn ông, cả già lẫn trẻ, đang ngồi vây quanh đống lửa to cháy đường. Cháu đã tỉnh dậy rồi đó hả? Bọn ta đã tìm thấy cháu ngất lịm trên nền tuyết và đưa đến đây. Chú cáo nhỏ. Con cáo của anh đi lạc trong rừng, may sao đã được chiếc áo của em che chắn cho đỡ lạnh. Vì sao em lại vào rừng một mình giữa trời tuyết lạnh giá như vậy hả cô bé? Dì ghẻ bắt em vào rừng để tìm hoa xuyên tuyết, nhưng em đã cố tìm mà không thấy một bông hoa nào hết. Loài hoa đó chỉ nở vào tháng tư khi tuyết tan đi và trời ấm áp hơn. Sao dì ghẻ của em lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy chứ? Chuyện là nữ hoàng của vương quốc ban lệnh xuống yêu cầu dân làng phải tìm bằng được hoa xuyên tuyết. Nữ hoàng của vương quốc này cũng thật là... Thôi, em đừng buồn nữa, anh sẽ nghĩ cách giúp em. Nè, tháng Giêng, ông có thể nhượng chỗ cho tôi 1 giờ đồng hồ được không? Tôi thì không vấn đề gì, nhưng cậu phải xin cả tháng 2 và tháng 3 nữa. Được thôi, chúng tôi đồng ý. Làm sao nó có thể tìm được chúng giữa mùa đông lạnh giá này chứ? Các ngươi đã hái chúng ở đâu vậy? À dạ, thưa nữ hoàng, những bông hoa này được tìm thấy tận sâu ở trong rừng á, nơi có hồ nước trong veo cùng quả chín mọng trên cành. Hả? Có nơi tuyệt diệu như vậy giữa mùa đông giá rét này à? Ta muốn tới nơi đó ngay lập tức. Nhà ngươi, hãy đi cùng ta để dẫn đường đi. Chết rồi, cái tính ba hoa hại ta mất tiêu rồi. Ta nghe kể rằng ngươi đã tự tay hái những bông hoa xuyên tuyết trong rừng. Giờ ngươi hãy chỉ đường cho ta đến chỗ mà những bông hoa này mọc được không? Đây là chiếc nhẫn thần. Khi nào em cần sự giúp đỡ của anh, hãy nắm chặt nó trong tay và cầu nguyện bọn anh sẽ tới bên em. Nhưng em phải hứa với anh sẽ bí mật không cho ai biết chỗ của 12 vị thần tháng. Dạ thưa nữ hoàng,
Rất tiếc là tôi không thể làm như vậy. Ngươi dám nói như vậy với ta à? Nếu như ngươi không chỉ đường, ta sẽ đi thả chó ra cắn ngươi. Dạ thưa nữ hoàng, quả thật là tôi không thể chịu theo lệnh của nữ hoàng được. Ngươi đâu? Hãy cho nó biết, dám chống đối với nữ hoàng thì sẽ phải chịu hậu quả như thế nào. Thưa nữ hoàng, đó chỉ là một cô bé thôi. Thần e làm vậy hơi quá. Nếu như các ngươi không làm được thì đích thân ta sẽ làm. Xé xác nó ra làm trăm mảnh cho ta. Mau đuổi theo nó, không để cho nó chạy thoát được. Các vị thần thánh, xin hãy cứu giúp em thoát khỏi cơn nguy hiểm. Sự bất hạnh của quái vật Medusa. Ngày xưa, ở đất nước Hy Lạp xa xôi, có một người hầu nữ vô cùng xinh đẹp trông coi điện thờ của nữ thần đồng trinh Athena. Tên nàng là Medusa. Ông là ai? Ta là Poseidon, vị thần cai quản biển cả. Tôi là người của nữ thần Athena, không thể tùy tiện giao du với đàn ông được. Nàng có thể làm bạn cùng ta không? Không bao giờ. Nàng có thể cự tuyệt ta sao? Ông không được động vào tôi. Có chuyện gì đã xảy ra với ngươi? Thần Poseidon cao quý như vậy, làm sao có thể có những hành động như vậy được? Hay là người đã quyến rũ ngài? Thưa nữ thần, con chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Làm sao ta có thể tin lời một kẻ có gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang trong mình dòng máu của quỷ Gogo như ngươi? Ngươi đã làm vấy bẩn điện thờ của ta, làm tổn hại danh dự của nữ thần đồng trinh Athena này. Ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt. Medusa, cả cuộc đời này, người sẽ phải mang hình hài của một con quái vật khiến mọi người ghê sợ. Mái tóc bồng bềnh của ngươi từ nay sẽ là một ổ rắn độc. Đây mới chỉ là khởi đầu, người sẽ còn phải đón chờ hình phạt đáng sợ hơn thế nữa kìa. Nữ thần, nữ thần! Quái vật kìa, quái vật! Ta sẽ giết ngươi để trả thù cho em trai ta. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với các ngươi thế này? Có ai ở đây không? Có chuyện gì thế? Không, không lẽ ai nhìn mắt ta đều bị hóa đá? Nữ thần Athena, đây chính là hình phạt đáng sợ người dành cho con sao? Đó là một con quái vật thân mình đầy rắn. Ai mà nhìn vào mắt đã thì kẻ đó sẽ lập tức hóa đá. Con quái vật! Mình không được mở mắt, nếu không tất cả bọn họ sẽ biến thành đá mất. Hãy chết đi! Con quái vật đã quyến rũ thần biển cả, là cô quế đền thờ nữ thần đồng trinh Athena. Tôi không làm những việc đó. Trời ơi! Ta không có cố ý. Nữ thần Athena, người đã cho con một hình phạt quá tàn nhẫn. Con không muốn làm hại ai cả, nhưng họ đánh đập con, xúc phạm con vì những việc con không hề làm. Họ nên tự biết rằng gây sự với Medusa này là gây sự với cái chết. Quái vật,
Ngươi hãy nộp mạng đi. Ngươi là ai mà muốn lấy mạng của ta? Nghe rõ đây, ta là Perseus, con trai của thần Zeus và công chúa Danae, xứ Argos. Hôm nay ta phải lấy đầu ngươi về cho vua Polydeutes để đổi lấy sự tự do cho mẹ của ta. Tên vua ấy có thù gì mà lại muốn lấy đầu của ta? Vì ngươi nổi tiếng là con quái vật ác độc, đã làm hại biết bao nhiêu người vô tội. Thật nực cười, là chúng tự tìm đến giết ta, chứ ta đâu tìm hại ai. Ngươi hãy đi về đi, chỉ cần ta quay đầu lại thôi là ngươi sẽ hóa đá ngay lập tức. Không đợi đâu, hôm nay ta phải giết ngươi cho bằng được. Vì mẹ ta, vì những người vô tội, vì danh dự của nữ thần đồng trinh Athena, ngươi phải đền tội. Ta đã tha cho ngươi con đường sống, nhưng ngươi nhất định phải ép ta đến thế này sao? Một con quái vật như ngươi không đáng được sống. Ta không làm gì có tội, sao không một ai chịu nghe ta nói, dù chỉ một lần chứ? Nữ thần Athena đã tặng ta chiếc khiên này để có thể tránh được ánh mắt của ngươi. Quả đúng là mau nhiễm. Nữ thần Athena, tại sao lại là ngươi? Ngươi có biết vì sao ta lại trốn ở cổng địa ngục hay không? Vì sao? Không phải gặp ai. Các người vẫn đến tìm giết ta để rồi nhận lấy kết cục này. Ta sống trong dằn vặt đau khổ và nhục nhã đến vậy là đủ rồi. Cảm ơn ngươi đã giải thoát cho ta. Vĩnh biệt. Hóa ra đằng sau gương mặt quái vật ấy, cô vẫn còn giữ cho mình một trái tim lương thiện. Giờ đây cô đã được yên nghỉ thanh thản rồi. Vĩnh biệt Medusa. Vậy là Medusa đã rút hơi thở cuối cùng dưới lưỡi kiếm của người anh hùng Perseus. Chính sự vô tâm, thiếu cảm thông cùng những cái nhìn định kiến về vẻ bề ngoài của tất cả mọi người xung quanh đã đẩy một cô gái lương thiện vào bước đường cùng, khiến cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành một quái vật. Và sau cùng, cái chết chính là sự giải thoát duy nhất cho số phận nghiệt ngã của Medusa. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.